tử giấc trần ai, mong nhờ đốt quẻ soi đường tôi chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say. Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm. Mời bà Lê Thị Ngọc Nga, giáo lý viên ban phổ truyền, giáo lý ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuyết đề tài theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay đã gặp dịp tu hành niệm Di Đà, đáng niệm cho rằng thì mới được sống coi tiên thánh kệ chân của người cùng. Đức Quỳnh Giáo Chủ sáng tác năm Kỷ Mão 1939, xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê là giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương cùng tôi đảm trách buổi thuyết giảng hôm nay. Và kính thưa ông Phạm Văn Đưa là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, và ông Nguyễn Văn Thiên, nguyên trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, cùng quý vị là thành viên trong ban trị sự. Và kính thưa quý vị là trưởng ban, phó ban trị sự viên các xã phường thị trấn trong tỉnh An Giang và huyện Phú Tân đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Và kính thưa quý bậc lão thành, kính thưa nhà mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý vị là đồng giảng viên của ban trị sự, kính thưa toàn thể chú vị đồng đạo thân thương kính mến, thật là hôm nay đầy đủ duyên lành chúng tôi được sự ưu ái của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, cũng như được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, chúng tôi trở về đây để trùng tuyên lại giáo lý cao siêu của Đức Thầy. Hôm nay bản thân của chúng tôi rất là trân trọng, rất là hạnh phúc được đứng trước hội trường trang nghiêm ấm áp như thế này, và nhất là đứng trước toàn thể chư vị là những bậc chân tu tâm đạo, đó là các ban trị sự xã phường thị trấn không ngại đường xa xa xôi đến đây để tuyên dương Phật pháp. Đó thể hiện được tinh thần của toàn thể chư vị lúc nào cũng kính thầy mến đạo, lúc nào cũng muốn đền đạo Phật giáo Hòa Hảo phát khai rực rỡ, và lúc nào cũng đoàn kết thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trơn hòa thuận chọn đường quy nguyên. Chúng tôi rất là trân trọng và đề cao toàn thể chư vị. Và trước khi làm phần sự của mình, lời nói đầu tiên tôi xin chân thành gửi đến toàn thể chư vị lời chúc tốt đẹp sức khỏe, lời chào quý kính và trân trọng nhất. Và hôm nay chúng tôi nghe cái thông tin là có mạnh thường quân tặng cho quý vị 10 cái máy. Chúng tôi khi thuyết giảng xong thì chúng tôi hỏi 5 câu hỏi, giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê 5 câu hỏi. Vậy mong quý vị quan hệ và tiếp thu bài nội dung rất là tốt để chúng ta trả lời được những cái ý trong cái đề tài hả quý vị? Kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo thân thương kính mến, thì thọ xưa Đức Phật có dạy rằng
nhân thân nan đắc, Phật pháp nan danh. Có nghĩa là làm người khó được, hôm nay chúng ta đã được khắp này. Phật pháp khó nghe, hôm nay chúng ta đã được nghe Phật pháp. Đó là chúng ta có đầy đủ phước và duyên thắng với đồng đạo. Và chúng ta rất là đầy đủ duyên là sinh ra trong cái đời hạ quân mạt pháp này, mà hưởng được một nguồn suối pháp của Đức Thầy rất là thi diệu, rất là cao siêu. Tuy cao siêu nhưng không xa rời thực tế, là một cái giáo pháp mà phù hợp với khế cơ, khế lý và phù hợp với căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh. Và may mắn hơn nữa, chúng ta sinh ra trong cái đời hạ nguyên này mà gặp ông Phật ra đời tại miền Nam đất nước Việt Nam, dạy những lời thiên ngữ ngọt ngào bằng tiếng Việt Nam, dễ học, dễ hiểu, dễ tu, dễ đắc. Vậy quý vị cùng tôi có đầy đủ phước và duyên nên Đức Thầy cho biết là duyên lành rõ đẳng cùng đi, chẳng qua kiếp trước thiện duyên thù phần. Và khi Đức Thầy mở đạo cứu đời thì trong một lúc dùng ba phương pháp gọi là tam độ nhất như trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, dưới sống giảng để độ đời. Thì ba phương pháp độ đời gọi là tam độ nhất như thì chúng ta cũng khẳng định rằng Đức Thầy là một vị Phật khả quý đồng đạo. Một vị Phật mới có một công năng quyền diệu như thế. Và khi Đức Thầy là mở đạo cứu đời và khi Đức Thầy vắng mặt để lại cho chúng ta một cái kho tàng pháp bảo, mà trong đó có hai cái bài mà chúng tôi rất là tâm đắc quý đồng đạo, đó là bài dặn dò bổn đạo và bài từ giả bổn đạo khắp nơi. Đức Thầy dặn dò cho tín đồ là sao quý vị? Đức Thầy dặn dò tín đồ là ta giàu có cách khôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Có nghĩa là cái thầy nhắn mặt dạy khuyên chúng ta phải làm theo giáo lý cao siêu của Đức Thầy và phải sống cho tốt, sống cho hiền lương đức hạnh, rồi ít lâu thầy sẽ về quý đồng đạo, ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có lúng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần, bổn đạo xa gần nghĩ cạn mới hay. Tu trì nguyện ước cầu mai, thượng quê hồi phục lại ai? Thành cười Đức Thầy dặn dò, Đức Thầy sẽ về một năm, hai năm, ba năm, mười năm, hoặc là một tháng, hai tháng, ba tháng, 10 tháng, hoặc là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần nữa Đức Thầy sẽ về. Mà về đâu với đồng đạo? Về tại gia chung, về tại tổ đình. Tại sao chúng tôi khẳng định? Đức Thầy có biết là chừng nào Thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ kia. Rất tuyệt vời quý đồng đạo. Thì khi Đức Thầy mở đạo cứu đời đó, thì để lại hai cái bài chúng tôi rất là tâm đắc. Mà trong cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi mà tôi là đọc giảng viên, mà đọc đến đoạn này ứa lệ, khóc với đồng đạo, tự nhiên nghẹn ngào, quá thương thầy. Thầy gom những cái tâm tư của Đức Thầy vào những cái dòng thơ rất tuyệt vời. Thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào ăn. Đức Thầy xa vắng, Đức Thầy khóc thầm, quý vị biết không? Đức Thầy khóc mà khóc thầm. Rồi từ đây cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Có nghĩa là chúng ta là cái người tâm đạo nhất định, một đời một đạo đến ngày chung thân, không phụ thầy. Từ đây cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đời nở đức duyên, chưa vui buổi hiện bỗng thầy lại xa. Tỉnh say trong giấc mộng qua mơ màng, cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là tổ ảnh vô hình, chớ dân làm tưởng sân trời đạo đài. Quá tuyệt vời quý đồng đạo. Cái này căng nhắc chúng ta
độ đời, liễn nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đạt đề khai. Thì khi Đức Thầy về miền Tây đi khuyến nông thì Đức Thầy đăng đàn 107 điểm quý lần đầu. Mà Đức Thầy đi khắp nơi khi thuyết pháp thì tất cả đồng đạo xa gần gì cũng đến nghe thuyết pháp rất là đông. Một cái diễn đàn mà Đức Thầy thuyết pháp từ 4-5 ngàn người đến 6-7 ngàn người, nên Đức Thầy thuyết những cái nơi là các sân vận động hay là các cái chỗ mà đồng trống, mà chúng ta ghi khắc vào trong tâm não và trong tâm của mình, đó là rất là đông dân chúng thuyết pháp, nghe thuyết pháp mà Đức Thầy không cần micro, cũng không cần lo phóng thanh, mà người xa người gần thì nghe cũng rất là rõ ràng bấy nhiêu đó. Thì chúng ta cũng khẳng định rằng Đức Thầy là một bậc sinh như chuyên, một vị Phật ra đời ngay trong cái thời hạ ngôn mạt pháp này, để đưa chúng ta từ bờ mê sang bến giác, đưa chúng ta đi đến con đường giải thoát. Và lúc bấy giờ đất nước chúng ta đang quằn quại đau thương dưới gót dài xâm lăng của thực dân Pháp. Họ cái trị rất sức là tàn nhẫn với đồng đạo, làm cho dân chúng khổ sở vô cùng. Nên là thực dân Pháp cố tình ngăn chặn không cho Đức Thầy thuyết pháp cường đạo nữ với đồng đạo. Nên lưu cư Đức Thầy dài đây mai đó làm cho Đức Thầy rất khổ sở. Nhưng không có sao với đồng đạo, bởi vì Đức Thầy là một vị Phật rồi, trí huệ siêu phàm rồi, Ngài biết trước sẽ xa cách tín đồ một thời gian. Thật gì với đồng đạo, ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1947, Đức Thầy xa vắng tín đồ cho đến ngày hôm nay, để cho Thầy liên dạy ta bà đặng dạy kẻ đằng xa chưa rõ. Thì là khi là Đức Thầy nhắm mặt như thế thì là Đức Thầy rất là dặn dò cặn kẽ với đồng đạo. Thế nên hôm nay ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương làm đúng theo hoài bảo của Đức Tôn Sư kính yêu hằng mong đợi, đó là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Thế nên bốn cái chương trình đạo sự, bốn chương trình đạo sự của trung ương đưa ra, đó là đặt phổ truyền giáo lý trên hàng đầu với đồng đạo. Bởi vì sao? Bởi vì giáo lý của Đức Thầy phổ truyền rộng rãi khắp mọi nơi thì đạo Phật giáo Hòa Hảo mới phát khai được rỡ, mà giáo lý của Đức Thầy truyền bá khắp mọi nơi thì toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mới hiểu đúng hành đúng theo tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy một cách thống nhất chung, để cùng tu cùng tiến đi đến con đường giải thoát. Và Đức Thầy có khẳng định rằng nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa là theo đắc đạo, hoặc là tôi biết cách như đương biết đáng đương đắc rằng bạn vừa xem lo. Thế nên trong cái quyển sáu Đức Thầy có dạy nên bộ phận của chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ muốn mẫn đặng dẫn dắt gìn kẻ xa khơi, và nhất là phải tiếp tục khai tâm nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật, của tiền nhân để lại, và chúng ta không đắc tội với kẻ đời sau. Vậy phận mô đệ phải lo dung quyến hả quý đồng đạo, tài sức nhỏ còn là nơi kén, người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng cao hơn dình đạo hiện cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ kinh văn, công đức Phật từ bi vô lượng. Thế nên chúng ta phải cố gắng truyền đạo, học đạo, hiểu đạo, hành đạo. Và hôm nay chúng tôi có nghiên cứu trong cái quyển nhì mà Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo năm 1939, gồm 476 câu văn thất ngôn trường thiên.
khởi đầu bằng câu là ngồi khùng trí đối nhìn buồn thế, và chấm dứt bởi câu bốn câu thơ rất tuyệt vời quý đồng đạo. Bước ngóc vàng mây rõ đạo màu, sơn bằng hạnh cốt nào cầu. Như hôm nay chúng tôi xin trích bốn câu kim ngôn trong cái quyển nhìn này. Đây là một đề tài trình bày với toàn thể chư vị, đó là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay Đà gặp việc tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rằng, thì mới được sống coi tiên thánh. Vì hôm nay chúng tôi xin giải thích từ ngữ, rồi là nói cái nội dung của bốn câu kim ngôn này, xem coi Đức Thầy dạy chúng ta điều gì để quý vị cùng tôi làm đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy, thì sau này mới được sống coi tiên thánh. Đó là nội dung mà hôm nay chúng tôi trình bày và chia sẻ với toàn thể chư vị đồng đạo. Thì để đi vào nội dung, chúng tôi xin trình bày cái câu thứ nhất, đó là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Theo, theo là làm theo, là học theo, là quy y theo. Thì trong cái quyển 6 Đức Thầy có dạy đó quý đồng đạo, là trong sự học đó, hãy cho con cháu mình vào trường để học. Mà học cái gì quý đồng đạo? Học chữ quốc ngữ để cho con cháu mình hiểu biết rộng rãi và có một cái tri thức, sau này sẽ có một cái là công việc ổn định, giúp ích cho đời, giúp ích cho đạo, giúp ích cho xã hội và bản thân. Thế nên chúng ta cho con cháu mình vào trường để học. Học, học theo ai quý đồng đạo? Học theo thầy giáo, học theo lời chỉ dạy của thầy giáo, cô giáo, rồi học theo, làm theo nội quy của nhà trường. Mà chúng tôi rất là tâm đắc, có những cái biểu ngữ của nhà trường dạy rất hay quý đồng đạo. Có những cái biểu ngữ rất là hay. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Hay là tiên học lễ hậu học văn, và năm điều Bác Hồ dạy cho học sinh chúng tôi rất tâm đắc, đó là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Chúng tôi chắc chắn một đứa học sinh từ không biết gì, nghe thơ mà đến trường học có lời thầy giáo cô giáo, học theo năm điều Bác Hồ dạy, làm theo nội quy của nhà trường, thì sau này một đứa học sinh có thể làm bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, cô giáo, thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là một cái nhân tài của một đất nước, một cái lãnh tụ của đất nước quý đồng đạo. Đó là ở ngoài đời. Còn trong đạo thì chúng ta hôm nay quy theo ai quý đồng đạo? Quy theo ai? Theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta quy theo Đức Thầy. Chúng ta quy theo Đức Thầy tôn kính của chúng ta. Mà tại sao hôm nay chúng ta quy với Đức Thầy? Bây giờ mình suy nghĩ lại đi, trong xã hội hiện nay, trong đất nước, trong toàn thế giới có rất nhiều tôn giáo, đa tôn giáo, mà tại sao chúng ta không tu theo đạo nào hết, mà chúng ta lại tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo? Câu hỏi như quý đồng đạo, câu hỏi, mà tại sao nay chúng ta quy theo đạo Phật giáo Hòa Hảo? Tại vì chúng ta có đầy đủ duyên lành với đạo Phật giáo Hòa Hảo, và chúng ta tin Đức Thầy là một
có một người được, một là vị thanh niên vừa tròn 19 tuổi mà hôm nay khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, triệu triệu tín đồ quy y theo. Rồi đến ngày nghe là học mới hết cái bậc tiểu học mà thôi, không học ông bác sĩ nào, cũng không học ông thầy nào, mà trị những cái bệnh nan y lúc bấy giờ dùng những cái phương dược hết sức là đơn giản quý đồng đạo, như lá xoài, lá hỏi, lá mốt, bông trang, bông thọ, nước lã, giấy vàng mà trị vô số bệnh nan y. Điển hình như là bệnh dịch tả, bệnh mổ ruột thừa của bà Trung Bá Khánh, bệnh ghiền áo phiện con Võ Mậu Hạnh, bệnh trùng hợi thương nhân, dân dân và dân dân. Rồi thuyết pháp độ đời diễn nhất mô đề văn tao nhã hạ bút thần, thơ đã đề khai. Xưa kia không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Hoặc là lời của người di tịch núi sang, chớ chẳng phải bài điều nguyện hoặc cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ dạng dân, nên chẳng kể tấm thao nào khổ. Quá là tuyệt vời quý đồng đạo. Rồi một thời gian rất là ngắn mà Đức Thầy sáng tác được 5 quyển sấm giảng, một quyển Tu Chỉ Hành Đạo, tức là quyển thứ 6, 216 bài, thiên văn ngắn dài trên dưới 300 trang. Vậy chúng ta khẳng định rằng Đức Thầy là một vị Phật nên chúng ta quy y theo. Rồi đạo lý là cái gì của đồng đạo? Theo đạo lý là chân lý. Chân lý ấy là cái gì? Chân lý ấy là những lời của Đức Phật dạy, dạy cho chúng ta tránh ác hành thiện, dạy cho chúng ta biết đường đi tốt xấu, dạy những cái phương pháp tu hành, dạy cho chúng ta biết là cái cuộc đời này là khổ vui ít khổ nhiều. Đức Thầy cho chúng ta biết những cái phương pháp tu hành và khẳng định cho chúng ta biết trong cuộc đời này có 8 nỗi khổ. Có 4 nỗi khổ về tâm và 4 nỗi khổ về thân, và 8 cái điều vui ở cực lạc để chúng ta so sánh trong cuộc đời này để chúng ta giác ngộ tu hành. 8 cái khổ ở cõi ta bà, đó là 4 cái khổ về tâm và 4 cái khổ về thân. 4 cái khổ về tâm là mưu cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quan tấn hội khổ, ưu sầu lo ngại khổ. Mưu cầu bất đắc khổ, chúng tôi ví dụ trong cuộc sống chúng ta có con có cháu thì mong con cháu mình học để thành tài, mà con cháu mình nó lưu ban, nó không có chịu học, khổ không có đồng đạo? Khổ. Mưu cầu bất đắc khổ. Rồi ái biệt ly khổ, cái người mình thương, có nghĩa là đang sống hạnh phúc, vợ chồng, ông bà, cha mẹ gì đó, rồi tự nhiên ra đi vĩnh viễn, khổ không quý đồng đạo? Đoạn thứ 6, biệt ly cay đắng, người mình thương bỗng lại chia lìa. Rồi là quan tấn hội khổ, có nghĩa là cái người này mình không có làm gì hết trơn á, mà cái người này ích kỷ, nhỏ nhoi, đố kỵ, đi đâu cũng ganh ghét, nói xấu mình hơn không có được, mà ở gần là sớm. Rồi đi làm ăn mua bán thì làm chung, rồi là làm trong tổ chức, hay là làm trong ban trị sự, hay là trong cái tổ độc giảng, dân dân và dân dân, đi đâu cũng chỉ trích mình hết lý đồng đạo. Cứ gặp nhau mà mắt tựa kim châm. Rồi thương sầu lo ngại khổ, có nghĩa là nghèo khổ không với đồng đạo? Khổ. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói, liệu cư nhà rách. Đó là bốn cái khổ về tâm. Rồi bốn cái khổ về thân, Đức Thầy cho chúng ta biết cảnh tỉnh ngay lúc bấy giờ, ngay lúc trong cuộc sống này, sanh, lão, bệnh, tử. Những cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt trên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, có nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thậm chí xác thân Đức Thầy cũng bị hoại, nghĩ lại xác Thầy xưa cũng hoại, thân phàm bỏ lại thế
đời. Mà giờ quý vị cùng tôi hơn 60 năm cuộc đời rồi, mà dù dài cỡ nào 100 tuổi cũng chết. Thế nên chúng ta phải làm gì hả quý đồng đạo? Rồi tại sao hôm nay Đức Thầy là khuyên dạy mình tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo rồi, mà Đức Thầy còn phải dạy là nhất tâm mới kìa? Tại sao? Mình phải đến một câu hỏi, tại sao nhất tâm mới kìa quý đồng đạo? Nhất tâm là một tâm, một lòng không thay đổi. Đã nguyện quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo rồi thì nhất tâm một lòng, một dạ kim trinh không thay đổi, một đời một đạo đến ngày chung thân. Dù có khổ sở cỡ nào cũng tu, gặp hoàn cảnh cỡ nào cũng tu, trong gia đình chồng phản bội, vợ phản bội, chồng làm khổ mình, vợ làm khổ mình, con cái bất hiếu, người thân đối xử không tốt với mình, hoặc mà đi xã hội mua bán làm ăn gì, gặp cảnh khổ cỡ nào cũng tu, thuận duyên cũng tu, nghịch duyên cũng tu, nghèo cũng tu, giàu cũng tu, vui cũng tu, buồn cũng tu, đau khổ cũng tu, nhất định phải tu về cực lạc. Mà nhớ lời Đức Thầy chỉ dạy, khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy, khi mà chúng ta mà buồn mà khổ đó thì nhớ lời Đức Thầy chỉ dạy. Chớ lấy đó mà tâm buồn bã, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non, kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Nhất định kiên trinh mà chịu lúc nàng tan, dẫu có gian nga nan và chớ ngại, nhất định phải tu với đồng đạo. Đó là trong cuộc sống. Rồi trong cái cuộc đời hành đạo của mình thì chúng ta có nhất tâm chưa? Chúng tôi chắc chắn trong hội trường này ai cũng ăn chay, ai cũng niệm Phật, ai cũng cúng lại, ai cũng đi làm từ thiện, ai cũng đi cầu nguyện. Nhưng mà xét kỹ lại coi mình có nhất tâm chưa? Cái điều này mới quan trọng với quý đồng đạo. Đắc đạo ở chỗ này nè quý đồng đạo. Thì là hôm nay chúng tôi rất là đề cao tất cả quý vị đồng đạo. Có nghĩa là tu làm theo lời quý vị chỉ dạy nhưng ít thôi. Có nhiều người ăn chay 30-40 năm trời rồi bệnh, bệnh đi đến bệnh viện, cái bác sĩ nói không có được, ăn á với chị á là ăn chay thiếu chất, bây giờ ăn mặn đi, ăn mặn với chị, rồi sợ về ngã mặn. Rồi quý vị thấy về ngã mặn á là hết bệnh không quý đồng đạo? Hết không? Không hết, mà ngã luôn, đứng dậy không có nổi. Quý vị thấy ổn không? Hôm nay là Đức Thầy chỉ dạy chúng ta hãy ráng tu đặng mà chết, mà tu chết không có chịu ngã mạnh, nghĩa là hết lòng hết tâm cho quý đồng đạo. Quý vị hôm nay là ai cũng tu là rất là cay, và cũng nghe giáo lý của Đức Thầy thâm sâu, thì tự mình xét mình, sửa mình nữa quý đồng đạo. Uổng lắm, ăn chay cũng chết, ăn mặn cũng chết, mà chúng ta chết chúng ta về đâu? Công trình mình ăn chay niệm Phật cúng lại rất là ổn. Rồi chúng ta có tâm nhất tâm mà cúng lại hai thời chưa? Mà Đức Thầy khuyên dạy là sớm chiều mình đã chớ luôn, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, hoặc là sớm chiều gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa trương dựa kế. Quý đồng đạo, và tôi xét coi khi mà mình quy đến ngày hôm nay có ai bỏ cúng một thời nào chưa? Cái đó mới quan trọng đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta là người cư sĩ tại gia, cơm áo gạo tiền, làm ăn mua bán, nhiều khi về mệt mỏi rồi lười biếng,
thôi kệ đi, nay nghỉ cúng, mai ăn cúng. Vậy có nhất tâm chưa đồng đạo? Chưa. Chưa. Nhất tâm là chúng ta về trễ, về muộn gì, mệt mỏi cỡ nào cũng phải cúng. Cúng xong mà cúng coi cho mình có nhất tâm hay chưa. Chứ cúng mà cũng riết 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 rồi là vô ngủ cũng chưa nhất tâm. Xét kỹ với đồng đạo. Rồi niệm Phật, chúng tôi tin chắc là ai cũng có niệm Phật hết, nhưng có nhất tâm hay chưa? Cái điều này mới quan trọng. Có nhất tâm niệm Phật hay chưa? Hay là niệm Phật trong khi mình cúng rồi đi ra không niệm Phật? Mà Đức Thầy cho biết sao quý đồng đạo? Đức Thầy là cảnh tỉnh cho chúng ta biết là quý đồng đạo, bước vào chùa thấy Phật lại gần, ra khỏi cửa, lui khỏi cửa, ra tay cấu xét. Tại vì mà sao Đức Thầy cảnh tỉnh cho chúng ta ngồi niệm Phật đó, chứ ra là cơm áo gạo tiền tranh đấu hơn thua. Thậm chí là nói những lời nói đi qua xài cá để có tiền nuôi bản thân. Nên Đức Thầy là cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Rồi là tôi thơ nước lớn mà lòng đã đèn thả trôi. Ai ăn chay tôi cũng ăn chay, ai niệm Phật cũng niệm Phật, ai đi làm từ thiện tôi cũng đi làm từ thiện. Ai làm gì tôi làm đó, nhưng mà không có nhất tâm. Rồi chúng ta có nhất tâm làm từ thiện hay không? Hay là ai khen á thì mình làm tốt, mà ai chê thì nghĩ làm tại sao? Tại vì tôi có tiền, tôi làm phước mà khen tôi làm. Không khen thì tôi nghĩ. Như vậy là mình tu cho ta khen hay là mình tu được có phước để giải thoát cái đồng đạo? Mình tu cho ai? Mình tu cho mình. Còn mình tu cho người ta khen là mình tu cho người ta, chứ không phải mình tu cho mình. Mà Đức Thầy dạy cho chúng ta quý đồng đạo, cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả trên thiện tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Đó là thỏa mãn trong cuộc đời hành đạo của mình. Có nghĩa là ai thương ai ghét mặt tình phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Làm phước thì chúng ta xem coi ai khổ, ai đói, ai nghèo. Hay là chúng ta giúp cho những cái người hoạn nạn, đó là cái tâm của mình tốt, để đem lại phước lợi cho toàn thể chúng sinh, chứ đâu phải mình làm phước mà để cho người ta khen. Nên Đức Thầy hết sức là dạy cặn kẽ quý đồng đạo. Lời ta dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình bác ái góp tên. Thế nên ai khen cũng làm phước, mà ai chê cũng làm phước. Nhưng chúng ta làm phước phải có cái trí, phải có cái trí nha quý đồng đạo, chứ không có là không có trí là bị lường gạt đấy. Rồi là chúng ta đi cầu nguyện. Chúng tôi là ở đây chia sẻ tại cái nội, cái đề tài này hết sức là sâu, nên cái câu đầu chúng tôi chia sẻ cặn kẽ với đồng đạo, chứ không phải là chúng tôi chỉ trích ai. Bởi vì quý vị cũng tu, bản thân tôi cũng tu, nên trao sửa thân tâm để mình làm đúng, để đi về cực lạc một đàng. Chúng tôi rất đề cao với đồng đạo đi là cầu nguyện, nhưng mà chúng tôi thấy ít lắm, ít người thôi nha. Thì tôi có mẹ tôi chết đó, thì có rất nhiều đồng đạo sang gần đến cầu nguyện, chúng tôi rất là tri ân, nhưng ít người thôi quý đồng đạo, rất là buồn. Bây giờ quý vị là lắng lại đi, mình đi đám cưới thôi, mặc một cái đồ khang trang, một cái đồ bộ đồ sạch sẽ, rồi là trang nghiêm. Mà tại sao mình đến mình quỳ trước Ngô Tam Bảo, mình quỳ trước Ngô Phụ Quyền mà mặc cái bộ đồ nó thiệt chứ quý đồng đạo? Mặc bộ đồ thể thao thể dục, rồi lại là mang khẩu trang, rồi cái áo tràng đó quý đồng đạo, gài chưa có đàng hoàng, rồi sái, rồi xong mới gia đình mới mời ở lại dùng một miếng nước hay là một cái chút gì đó. Thôi không được, tôi còn đi mấy đám nữa. Như vậy có nhất tâm chưa quý đồng đạo? Mình đi một đám, hai đám, ba đám, tùy theo sức khỏe, mà chúng ta nhất tâm mới có phước. Còn mình
làm cá của đời mình. Không nhất tâm thì không bao giờ có phước quý đồng đạo. Rồi xá rồi đi. Gia đình nó là hết sức là ưu ái cũng không ở lại. Tự mình xét mình không quý đồng đạo. Rồi những cái người xuống môn đi tới là nói là đứng là nửa tiếng đồng hồ, đồng đạo mệt mỏi, phân tâm. Điều này chúng ta phải lắng lại. Mà Đức Thầy chỉ dạy là thứ bảy chánh niệm dạng thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, thành tâm mới được, chứ làm hình thức bên ngoài không được quý đồng đạo. Tu là phải hành, chứ hình thức bên ngoài chắc chắn không đắc đạo. Còn cái điều quan trọng nữa quý đồng đạo, hôm nay Đức Thầy xa vắng rồi thì có rất nhiều người tu theo lời Đức Thầy chỉ dạy ít thôi, ham tiền, ham tiền rồi bỏ thầy bỏ đạo quý đồng đạo. Mà Đức Thầy cảnh tỉnh là sau này có những cái mối đạo tà, các đạo tà mưu khéo âm thầm dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ, chọn cho phải cổ phải kèo phải dai phải dế mà theo kẻo lầm. Lòng kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân tránh khỏi lâm khổ hình. Mà bỏ thầy bỏ đạo, mà Đức Thầy cảnh tỉnh cho chúng ta biết sau này có rất nhiều là mối đạo ra đời. Và có rất nhiều người xưng là ông Tôn Hòa Hảo, ông ấy là thầy là hút thuốc trị bệnh vuốt vuốt, rồi là ông Năm Đắc Đạo gì đó mình chạy theo. Như vậy là chúng ta không hết lòng không hết tâm. Mà khi Đức Thầy truyền đạo, khi Đức Thầy xa vắng đến quý đồng đạo, thì Đức Thầy hỏi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là khi chúng tôi còn ở tại đây thì Đức Thầy thì quý vị tu theo ai? Mà khi tôi xa vắng tín đồ thì toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tu theo ai? Thì ở dưới rất là đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói lớn lên: dạ con theo thầy, dạ con theo thầy. Thầy ngưng lại một chút, thầy nói: tôi hỏi kỹ lại tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, khi tôi vắng mặt thì quý đồng đạo tu theo ai? Quý đồng đạo tu theo ai? Cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói: dạ con tu theo thầy, dạ con tu theo thầy. Thầy ngưng một hồi lâu, thầy nói: tôi còn ở đây thì quý đồng đạo nghe theo lời của tôi, mà khi tôi vắng mặt thì quý đồng đạo phải làm theo. Thế thì quý đồng đạo, giáo lý cao siêu của tôi, bởi vì sao? Bởi vì tôi đã rút trong các luật các kinh, rút trong tam tạng kinh điển để hình thành một giáo lý học Phật tu nhân, dạy ăn dạy ở chữ tu du trọn. Thế nên hôm nay khi Đức Thầy giảng mặt, chúng ta không nghe lời ai hết, mà làm theo lời chỉ dạy của Đức Thầy. Thầy dạy cái gì mình làm cái đó, còn cái gì Đức Thầy không dạy chúng ta không làm. Có đến mới nhất tâm luôn quý đồng đạo. Rồi mới kịp. Mới kịp là kịp cái gì quý đồng đạo? Kịp thời gian, kịp vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ quý vị thấy hôm qua rồi, thời gian mà hôm qua rồi chúng ta không trở lại, không trở ngược lại, mà thời gian hết sức là quan trọng. Quý vị cùng tôi hiện nay 60 năm cuộc đời rồi thì tính bằng ngày, tính bằng tháng, chứ không còn tính bằng năm nữa quý đồng đạo. Mà Đức Thầy cảnh tỉnh cho chúng ta biết nè quý đồng đạo, trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay. Rồi là kiếp vô thường, quý vị đồng đạo thấy
hiện giờ bệnh rất là nặng, không biết được đột quỵ, rồi là tai biến mạch máu đại não. Với đồng đạo, chúng tôi có một người bạn ở gần nhà chúng tôi rất là giàu với đồng đạo, bán là thuốc sâu, thuốc trừ sâu đó, vợ một cái nhà, con một cái nhà, chồng thì giữ nhà. Thì sáng lại thì nói đi hội thảo gì đó, thì thôi đi hội thảo thì thôi, cái đến 12 giờ, cái sao điện hoài sao mà không có thấy bắt máy. Rồi con vợ cũng điện là chỗ này chỗ kia, người thân tôi có ở đi đâu hay không thì không có. Thì tâm vô nhà với đồng đạo, chết trong nhà tắm mà mình mấy thì là đen thui quý đồng đạo. Nên có thể cảnh tỉnh cho chúng ta biết là kịp thời gian, kịp vô thường. Thế nên chúng ta phải sao ạ quý đồng đạo? Phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Hoặc là không tu rừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Nhất định chúng ta phải tu, đời cùng tu rất kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Chúng tôi trình bày cái câu thứ nhất là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Rồi ngày nay đã gặp dịp tu hành, và hôm nay chúng ta gặp cái dịp gì của đồng đạo? Gặp dịp mai, gặp dịp mai, gặp cái dịp tu hành, gặp con Phật ra đời tại miền Nam đất nước Việt Nam. Ngày nay là cái ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, là một cái ngày đại lễ mà tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo triệu 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 trái tim kính mừng ngày đại lễ. Các ban trị sự xã phường thị trấn tổ chức hết sức là trọng thể, mà nhất là ở ban trị sự trung ương chùa An Hòa Tự và ngay tổ đình tổ chức hết sức là long trọng. Đó là ngày nay đó quý đồng đạo. Rồi Đà Lạt cái gì? Đà Lạt đã gặp cái gì? Tu hành, gặp ông Phật ra đời ngay trong cái thời kỳ hạ ngôn mạt pháp này, mà dạy cho chúng ta những lời thi thơ ngọt ngào bằng tiếng Việt Nam, dễ học dễ hiểu, dễ tu dễ đắc ngàn năm một thở quý đồng đạo. Nếu chúng ta không tu thì đổi tại mình. Bởi vì Đức Thầy đã rút trong các luận các kinh hết rồi, giống như là nấu cơm, rồi là chỉ cho chúng ta ăn món gì, rồi ăn ra sao, mà mình không ăn là tại mình. Quý vị lắng lại đi, đồng đạo lắng lại đi. Ông bà của mình ngày xưa đó, muốn tu cũng đâu có phước giống như mình hôm nay. Đức Phật Thích Ca khai án là đạo Phật giáo Hòa Hảo đắc đạo ở Ấn Độ, nội cái ngôn ngữ thôi không đồng nhất rồi, rồi mà chúng ta là học kinh điển cả một cuộc đời chưa xong. Mà hôm nay Đức Thầy rút trong các luận các kinh chỉ có trên dưới 300 trang quý vị, mà cố gắng đọc một tháng sẽ xong, quá tuyệt vời rồi. Ngày nay một thở quý đồng đạo, mà khi Đức Thầy hạ bút sáng tác năm điểm sấm giảng đó, thì là Đức Thầy hạ bút viết liền cái quyển thứ nhất. Là sao quý đồng đạo? Hạ hôm nay đã đời phòng bà đêm chuyển đổi dời gia cam năm mèo ký máu rõ ràng khắp trong trần hạ nhổ ngàn xiết chi ngồi buồn đêm tối một khi bao
từ đây. Quá tuyệt vời quý đồng đạo, hạ nhân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, rồi năm mèo chỉ mão rõ ràng khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi, ngồi đường biến tổ một khi bá gia khổ não vậy thế. Từ đây quý đồng đạo thấy Đức Thầy đã cảnh tỉnh cho chúng ta một cái tiếng chuông rất lớn, đó là cái gì quý đồng đạo? Dịch bệnh Covid Corona vừa qua, cái dịch bệnh này nếu chúng ta không có phước thì hôm nay quý vị cùng tôi có ngồi đây, có ngồi đây hay không? Mà lúc bấy giờ ai cũng nói hết đó là giải cho hết dịch bệnh đi tu xiết. Mà khi hết dịch bệnh rồi thì cũng có người tu xiết, cũng có người tu theo nước lớn và lọc vàng thả trôi. Có không đồng đạo? Có không? Có, vỗ tay. Tại vì chúng tôi thấy có nhiều người muốn làm những lời cho quý đồng đạo, tại vì sao thông cảm? Tại vì chúng tôi là thấy là các ban trị sự chúng tôi rất là đề cao, ngay nào cũng đi dự thuyết giảng 3-4 giờ khuya tức rồi, đến hôm nay giờ này là phải ngủ thôi, nên chúng tôi phải nhấn nhá để quý vị vỗ tay để tỉnh thức, chứ không có gì hết. Cứ vỗ tay, ai ngủ thì ngủ, ai nghe thì nghe, có sao. Rồi, hôm nay chúng ta đã là một dịp may rồi. Rồi dịp may nữa là chúng ta đã được một thời kỳ ân xóa tội. Thì quý vị đồng đạo thấy đời đạo gì cũng nhân quả rất là công bằng. Hôm nay Đức Thầy cho chúng ta biết là tôi một hưởng 10, tôi 10 hưởng 100, mà tôi 100 hưởng 1000. Nếu ai làm những cái việc gì sai trái không biết, mà hôm nay thức tỉnh quay đầu hướng thiện, quy y với Thầy, thì Đức Thầy xóa tội với đồng đạo. Nhưng mà phải bỏ những thói hư tật xấu nha, bỏ những thói hư tật xấu, huyết trí tu, ăn chay niệm Phật, cũng lại làm việc từ thiện, làm hết tất cả những điều mà Đức Thầy chỉ dạy thì Đức Thầy sẽ ân xóa tội. Đời xả tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ. Thì hôm nay Đức Thầy cho chúng ta biết là gặp hai cái dịp may. Một cái dịp may là gặp Đức Thầy ra đời tại miền Nam đất nước Việt Nam, dạy những lời thiên thơ ngọt ngào bằng tiếng Việt Nam dễ học dễ hiểu dễ tu dạy, đó là một cái dịp may thứ nhất. Một dịp may thứ hai là thời kỳ ân xóa tội. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó thấy điên khùng. Câu hỏi của cái đồng đạo, câu hỏi đó chúng ta hỏi rất là dễ, quý đồng đạo yên tâm, không cần phải trả lời lưu diết mà hiểu được nội dung để chúng ta áp dụng trong cái cuộc đời tu hành. Rồi cái câu thứ ba là niệm Di Đà, ráng niệm cho rằng. Thì chúng ta thấy hôm nay trong đạo tràng của mình ai cũng niệm rằng hết trơn, tất cả tín đồ Phật giáo hảo ai cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết. Mà tại sao Đức Thầy dạy chúng ta là cho chúng ta biết là niệm chưa có rằng, niệm Di Đà ráng niệm cho rằng là chúng ta niệm theo lời chỉ dạy của Đức Thầy, làm theo phương pháp Đức Thầy chỉ dạy. Chúng ta niệm là sáu chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm cái miệng thì lỗ tai phải nghe, và niệm phải mật niệm, niệm thầm trong tâm. Và có hai cách niệm Phật, một cách niệm trong thời khóa và một cách niệm ngoài thời khóa. Trong thời khóa thì chúng ta cúng xong ngồi bán già kiết giờ thẳng lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là niệm 37 chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá
đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Đó là niệm trong thời khóa. Rồi niệm ngoài thời khóa là tứ tướng quan nghiêm, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ hơn, không đợi gì thời khắc. Ăn cơm cũng niệm, lặt rau cũng niệm, uống nước cũng niệm, chạy xe cũng niệm, nấu cơm cũng niệm, đi là làm từ thiện cũng niệm, đi đồng đi ruộng cũng niệm, mua bán cũng niệm, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Tại sao Đức Thầy bảo chúng ta ráng niệm? Bởi vì khó niệm, cơm áo gạo tiền khó niệm, nhưng chúng ta ráng niệm không sao. Mình nên là quên niệm thì nhớ lại niệm, không có sao với đồng bạc, không có sao. Bởi vì Đức Thầy biểu chúng ta ráng niệm để chi? Để khắc sâu trong đầu, để khi chúng ta lên chung niệm, từ một tiếng niệm Phật đến 10 tiếng niệm Phật sẽ được giảng sanh. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy chúng ta phải ráng niệm, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Rồi chúng ta niệm Phật rồi phải tính nguyện hành. Tại sao? Tính là chúng ta tu ở cõi Tây Phương có Đức Phật chờ đợi mình. Rồi nguyện là mình nguyện chúng ta niệm Phật sẽ về cõi Phật. Rồi niệm thì chúng ta phải hành. Nhớ quý đồng đạo, tu là phải hành, chứ chúng ta tu nói bằng miệng thao thao bất tuyệt mà không hành không đắc đạo. Đức Thầy cho chúng ta biết nè, ở trong cõi Tây Phương Đức Phật chờ mình nè quý đồng đạo. Ở Tây Phương chư Phật nóng trong chờ bát tánh đủ nha, niệm Phật. Rồi đó là ở Tây Phương chờ mình đó nè quý đồng đạo. Áo sen bán Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho vị khiết thần khâm, được tâm pháp bồ đề vững chắc. Giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ công đại lực đại hùng. Rồi Đức Thầy cho biết nè quý đồng đạo, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đại hát lên. Nên chúng ta phải cố gắng niệm Phật và tin tưởng ở Tây Phương có Đức Phật chờ mình. Rồi chúng ta niệm Phật cho rằng nữa là chúng ta phải đền trả tứ đại trọng ân. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị cùng tôi có mặt trên cuộc đời này đã nợ bốn ân rất là lớn. Đó là chúng ta nợ tổ tâm tổ tiên cha mẹ là cái công ơn sinh thành dưỡng dục dạy dỗ và nuôi nấng, nợ từ ân đất nước vật chất nuôi dưỡng cái xác thân này, rồi nợ từ ân tam bảo, tam bảo đã khai thị trí óc cho mình được sáng suốt thông minh như ngày hôm nay, rồi nợ từ ân đồng bào và nhân loại đã đùm bọc chở che trong cái kiếp sống này. Quyết định bốn cái ân trọng đại này chúng ta phải đền phải trả. Rồi niệm Phật cho rằng nữa thì chúng ta phải trừ 10 điều ác hành thập thiện. Rồi niệm Phật cho rằng nữa thì chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Phải giữ giới luật mỗi ngày. Rồi phải tập theo cái tánh của Đức Phật là từ bi hỷ xả, không ích kỷ nhỏ nhoi đố kỵ, không tham lam, không sân nộ, không nghi si. Như vậy chúng ta niệm hết rằng quý đồng đạo. Rồi niệm chưa rằng, đó là niệm rằng nha. Về niệm chưa có rằng là chúng ta niệm sao mà chưa rằng với đồng đạo? Câu hỏi, niệm chưa rằng là niệm sao? Bốn chữ. Có nhiều người nói chú một ngày tôi niệm một ngày đó là mấy ngàn câu đó. Cứ tôi hỏi chị ơi, chị niệm sao mà nhiều dữ ạ? À? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thậm chí là bắt chước, không biết bắt chước ở ngoài sao, còn là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
mình không chỉ giúp ai mà cái gì Đức Thầy dạy mình thì mình làm. Rồi niệm cao thanh, niệm kinh hạnh, đi kinh hạnh. Rồi ai là niệm vô rằng là bố thí tiền vàng bạc, cho niệm mình giới tốt với tiền vàng bạc, bố thí quần áo. Rồi ai là cho niệm mình chết cái quà lại để 12 tiếng, 24 tiếng. Rồi muốn cái ban hội niệm, muốn cái ban hội niệm lợi niệm cho cái đỉnh đầu nóng. Rồi cái tiên nóng gì nó về cực lạ. Đức Thầy có dạy chỗ này không có đồng đạo không? Là niệm chưa rằng đó. Rồi niệm còn tham sân si nhơ ngã. Rồi niệm đó là còn ai là phạm cái điều lỗi thứ nhất là quý đồng đạo lắng lại. Điều thứ nhất là chúng tôi đây nếu mà ai không giữ thì sẽ phạm. Niệm chưa nói rằng là cúng thì cúng, lại thì lại, ăn chay thì ăn chay mà còn uống rượu. Mà Đức Thầy dạy là ta chỉ nói uống rượu cờ bạc có tiền cho rồi theo đàn tiếng diễn cho tròn luân lý tam can ngũ thường mà làm khổ vợ, vợ làm khổ chồng, chồng làm khổ vợ, lấy tình cảm lên nha. Như vậy chúng ta có niệm rằng chưa? Chưa rằng, chưa rằng cái chỗ này nhớ với đồng đạo. Rồi chúng tôi xin kể cho quý vị đồng đạo nè, nếu chúng ta có niệm Phật cho rằng thì phải diệt tham sân si. Thì có cái cô này rất là đàng hoàng, cô rất là tốt mà cô làm kinh tế rất là giỏi với đồng đạo. Có nghĩa là cô sẽ là một cái dây ngon đó. Mà cô rất là tốt, rất là đàng hoàng. Thì khi đã đến cái tuổi xế chiều rồi, có khoảng 70 mấy rồi, thì cô là giao cho hết cho con, cho gia đình đời cô niệm Phật. Thì ở nhà niệm Phật rất là buồn, mới đi đến cái đạo tràng niệm Phật. Thì đó là rất là thuận duyên, vợ chồng con cái cháu gì cũng thuận duyên cho cô đi niệm Phật. Mà khi cô niệm Phật về rồi ấy cũng mừng rỡ, hôm nay lạnh như là cái nghiệp của cô tới rồi. Về cái gặp cô đứa con dâu nó nấu cơm không có hỏi cô cũng tức rồi nha, nhưng mà để trong lòng lắng lại. Cái đi vô nói con, bộ con chưa ăn cơm hả con? Cái con dâu nó trả lời người nữ đồng đạo, ăn cái gì mà ăn, đâu phải như người ta đó, sáng cái mặc cái áo tràng, cái đi tới chiều về, cái người dưng cơm vừa nướng. Người ta cũng là con người, tôi cũng là con người, mà sao người ta quá có phước, còn tôi vô phước quá. Dâu à, cái chị nói thôi, không có sai, mình tu rồi. Thôi đi vô nhà coi vợ chồng có cái gỗ gì không, mà sao bữa nay kỳ vậy. Cái đi vô trong nhà không thấy ai chơi á, cái bà cũng lắng lại là mấy con, hồi nãy con nói ai con? Thì tôi nói chúng ai người đó chịu. Câu chuyện tôi đã kể đến đây đã kết thúc. Chuyện gì tới đồng đạo? Chuyện gì tới? Ta mổ tim ngã ngang liền, tá quả lên, rồi là đi đến bệnh viện vô cấp cứu. Cấp cứu xong cái đồng đạo quá thương rồi, tại bà sống rất là tốt, chạy lòng ai cũng thương hết. Cái bà mới trấu trăng, bà biết là cái bệnh bà không có qua khỏi, bà mới trấu trăng, bà nói đồng đạo ơi, tu thì tu, niệm Phật thì niệm Phật, nên phải bỏ tham sân si. Nếu mà mình bệnh mà giận với tôi mà lên máu kiểu này là chắc chết chứ không sống đồng đạo. Thì đồng đạo ai cũng ứa lệ. Rồi về ngày sau nghe tin bà chết. Đây là một cái bài học cảnh tỉnh tất cả mọi người, không phải mình niệm Phật nhiều mà nghe niệm Phật phải là việc tham sân si. Nhớ không quý đồng đạo? Mà muốn làm được niệm Phật, được về cõi Phật, thì chúng ta phải có ba cái điều này quý đồng đạo. Cái người cố gắng dở gì cũng phải có ba điều này. Cái điều thứ nhất là người tu phải có cái đạo đức. Tại vì có đạo đức là có tất cả, không dám làm những điều gì sai trái làm cho người ta đau khổ. Rồi cái điều thứ hai là chúng ta phải có tâm và có trí. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là người tu mà có tâm không có trí thì bị lừa gạt, mà có trí mà không có tâm thì xảo trá. Nên chúng ta tu phải có tâm và có trí, có tâm để làm chủ lấy mình, có trí để xét soi đúng sai phải
phải trái để ta thực hiện thực hành cho đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Rồi điều thứ ba đó nữa là chúng ta là người tốt, là một người hiền. Một người tốt, một người hiền mà có tâm có trí rồi, chúng ta không ích kỷ nhỏ nhoi đố kỵ, không tham lam sân hận mê si thì chúng ta sẽ đắc đạo. Nhất định sẽ có ba cái điều này, nhớ không đồng đạo? Phải cao sửa tâm ta mỗi ngày, có ba điều này chắc chắn sẽ đắc đạo. Thì vừa qua chúng ta xả niệm Phật cho rằng cho sạch, thì cái câu thứ tư là chúng ta được hưởng những cái điều lành, điều tốt. Bởi vì nhân quả rất là công bằng, nếu nhân toàn thiện thì quả sẽ theo đó mà toàn thiện vậy. Luật nhân quả thật là câu chuyện suốt cổ kim chẳng lột một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền trí của Ngài thông thả điểm năng chúng ta niệm Phật rằng. Rồi tôi sẽ đạo một giáo hòa hảo làm theo tôn chỉ giới lý của Đức Thầy, thì kết quả chúng ta sẽ được gặp Phật, gặp tiên, gặp thánh mà thôi. Chúng ta sẽ được giữ cái hội long qua, gặp Phật, gặp tiên, gặp thánh, và một cái niềm vui tuyệt đỉnh của toàn thể tín đồ Phật giáo hòa hảo. Công phu sớm chiều mấy chục năm trời ăn chay niệm Phật, được hưởng một cái niềm vui tuyệt đỉnh. Chính từng mây nhạc trỗi tiêu thiền, gặp Phật, gặp Đức Thầy, gặp tất cả những tiên Phật thánh thần đầy đủ. Rất là vui quý đồng đạo, một niềm vui tuyệt đỉnh. Cho đó Phật trời xuống diệt thế dưới đầy cân áo lão về ngôn. Đức Thầy về ngôn chuyện bằng lái biên dạy của Ngô Tây Phương Cực Lạc hay nói tòa sen. Đức Thầy ngồi tòa sen thì chúng ta cũng đắc đạo ngồi tòa sen. Ông Phật sống bao nhiêu thì chúng ta sống bao nhiêu, cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo gì sanh nhai, không già không bệnh không khổ không chết. Một cái ngày mà toàn thể tín đồ Phật giáo là hảo mong đợi một cái ngày này. Vậy quý vị vui không quý đồng đạo? Rất là vui. Thấy nên khi Đức Thầy vắng mặt, nhớ ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đại chứ hề lãng sao. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại cái chỗ này, một cái niềm vui mà toàn thể tín đồ Phật giáo hòa hảo mong đợi quý đồng đạo. Thì qua chúng tôi trình bày là bốn câu trong cái nguyện gì theo đạo lý nhất tâm mới truyền. Ngày nay đà gặp chuyện tu hành niệm Di Đà, ráng niệm cho rằng thì nó được sống cô tiên thánh. Theo đạo lý là chúng ta theo đạo Phật giáo hòa hảo, nhất tâm là chúng ta làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Nhất tâm ăn chay, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm cúng lại, nhất tâm làm từ thiện, nhất tâm đi cầu nguyện. Làm bất cứ chuyện gì cũng nhất tâm và nguyện một đời một đạo đến ngày chung thân. Rồi đặt cái là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, kịp thời gian, kịp vô thường. Ngày nay là đà gặp việc tu hành, là gặp hai cái việc may. Đó là gặp ông Phật ra đời tại miền Nam đất nước Việt Nam, và những lời thi thơ ngọt ngào bằng tiếng Việt Nam, dễ học, dễ hiểu, dễ tu, dễ đắc. Và cái dịp mai là cái thời thân xó cầu. Rồi niệm Di Đà, ráng niệm cho rằng là chúng ta làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Nãy giờ chúng tôi trình bày đến với đồng đạo sáu chữ: đi đứng làm ngồi, ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc. Rồi niệm trong thời khóa, ngoài thời khóa. Rồi niệm phải có cái đức tin là tính nguyện hạnh. Rồi niệm phải đền trả với đại trọng thân. Niệm Phật phải trừ 10 điều ác. Niệm Phật phải giữ giới luật mỗi ngày. Niệm Phật phải có một cái đức từ bi hỷ xả. Niệm Phật phải không tham sân si ngơ ngã. Niệm Phật phải nhất tâm một lòng thì chúng ta được về cõi tiên cõi Phật. Để kết thúc cái chuyên đề, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe.
là một đời một đạo đến ngày chung thân. Chúng ta nguyện một đời một đạo đến ngày chung thân, thì chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Đó là anh Thanh tiến sĩ nguyện một đời một đạo đến ngày chung thân, thì hồi xưa đó ở bên Trung Hoa đó, trong cái thời kỳ nhà Tống có cái ông vua này rất là tốt, rất là thanh liêm. Ông muốn tất cả mọi là người dân phải lo tu, nhưng mà thời kỳ này rất là khó khăn, nên ông không biết làm sao để khuyên dạy tất cả người dân sống tốt. Rồi là chính tinh tăng bảo nên ông ra một cái chiếu chỉ của đồng đạo: từ ngày hôm nay nếu ai thượng tam bảo thì tất cả những cái thuế trong cuộc sống này không thu, ai mà làm thất mùa thì ông sẽ giúp đỡ, rồi người già neo đơn đứa nào nghèo học sinh nghèo gì ông giúp hết. Thì ở đây quý vị đồng đạo thấy sao? Người dân mà thấy có lợi thì làm, trong vòng chưa được một tuần lễ thì thượng tam bảo hết. Ông vua rất là mừng, quý đồng đạo rất mừng, nên ông về ông yên tâm về cái công việc triều chính của ông. Thì Tết đến xuân về không bao lâu thì ông muốn xuống xem coi dân chúng tu sao, rồi là có ai nghèo khổ thì ông cũng là chuẩn bị một món quà rất là lớn và đồng thời có tiền nữa. Nhưng mà khi đi thì ông giả dạng thường dân, không cho dân biết, thì đi xuống dưới thấy dân lúc bấy giờ sau với đồng đạo chưa đầy một năm mà ngã mặn hết, ăn mặn rồi cờ bạc đá gà, đi tới đâu ông rất là buồn, ông rơi lệ về chở hàng hóa về luôn. Ông về ông suy nghĩ ông sẽ trở cái chiếu chỉ lại, trở ngược lại thử lòng dân coi có ai là người hết lòng gì đạo. Ông nói từ ngày hôm nay nếu ai không hạ tam bảo thì chém đầu. Thì quý vị thấy chưa được một ngày hạ tam bảo hết trơn sợ chết. Có ông này tên Thanh tiến sĩ vẫn để tam bảo giữ y nguyên, ăn chay niệm Phật cũng lại, thì là quân lính đến bắt tội. Quân lính đến bắt tội nói tại sao ông mới là không nghe lời muốn vua bắt về triều. Cái vua biết rồi, ông nói ta cho là Thanh tiến sĩ 3 ngày nếu không thay đổi thì chém đầu. Thanh tiến sĩ vẫn giữ yên, quyết định một đời một đạo đến ngày chung thân, chết cũng không thay đổi. Thì là quý vị thấy người dân đó là đổ xô về cái hậu trường chập nứt, xem coi là xử trả ông Thanh tiến sĩ như thế nào. Có rất nhiều người xù xì gì nè, không có ai mà ngu như ông Thanh tiến sĩ này hết trơn, không tôn xuống muốn chết luôn à, không ăn chay không niệm Phật không cúng lại xuống muốn chết luôn, mà cãi lộn vua làm chi mà bữa nay cho ông chém đầu. Thật lắm, ông ngu quá, xù xì. Nhưng ông vua biết rồi, ông nói với hai người cầm đao nha, không có chém đầu nha, khi nào tôi biết 1, 2, 3 mới chém đầu, mà 29 cũng không chém đầu. Thì trước khi sự cảm thì vô nói với Thanh tiến sĩ: này Thanh tiến sĩ, trước khi mà Thanh tiến sĩ chết á, thì ta cho nhà ngươi nói lời nói sau cùng. Thì Thanh tiến sĩ mới quay lại nói với vợ con và đồng thời người thân: tôi có chết thì gia đình và vợ có ở lại cũng ráng tu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghe lời Đức Phật dạy nhân văn năng đất, Phật pháp năng văn có nghĩa là làm người có được ông ai tôi có được thân này. Phật pháp có nghe ông ai chúng tôi là bản thân tôi đã được nghe, mà hôm nay giàu có chết thì tôi đắc đạo, 100 tuổi thì cũng chết mà không tu về đâu, nên nhất quyết chết đặng về cõi Phật. Ông Thanh tiến sĩ biết 1, 2, 2.5, 2.7, 2.8 vợ con khóc chồng ơi ba ơi nghĩ tôi.
những cái điều mà chia sẻ Phật pháp chính giảng thì cho ông Thanh tiến sĩ. Câu chuyện tôi kể đến đây đã kết thúc. Thì qua câu chuyện trên, chúng tôi cũng xin nhắc nhở với đồng đạo và bản thân tôi hôm nay Đức Thầy gắn mặt để chi? Để thử mình nhé. Thì quý vị cùng tôi gắn tôi với ông Thanh tiến sĩ để sau này mới gặp Phật, gặp tiên, gặp thánh và được giữa xã hội lòng hòa. Chứ cho bằng ta sống lô con nhìn dưới được nghe kinh trọng Phật, đến năm chung quả làm đâu mất cổ Tây Phương cho Phật đợi chờ. Quá tuyệt vời lắm mấy đồng đạo. Thế nên chúng ta phải cố gắng mà tu, chết cũng tu, gặp hoàn cảnh nghịch thuận gì cũng tu quý đồng đạo. Và các sau đời Đức Thầy chỉ dạy ta là cư sĩ canh điền, lo nghề trời phước cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành cao chia, gắn công trì niệm số khuya thâu tuy còn tốt tâm địa cõi nghiêng. Thân chúng ta còn ở thế gian này để trả những cái ân nợ nghiệp nợ, làm tròn bổn phận của người trong kiếp sống đi. Nhưng tâm chúng ta lúc nào cũng hướng về cõi cực lạc, cõi Phật. Mà các sau lời Đức Thầy chỉ dạy nào quý đồng đạo, là sao quý đồng đạo? Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào đâu hạnh phúc. Nhớ quý đồng đạo. Thì đề tài đến đây đã kết thúc. Trước khi rời khỏi diễn đàn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo pháp lý cho hôm nay được thuyết giảng, và chân thành cảm ơn ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Xương, chân thành cảm ơn ban tổ chức, chân thành cảm ơn là quý nhà mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh, chân thành cảm ơn quý vị trong ban hậu cần nấu từng bữa cơm, pha từng ly nước, những người trong khoa rất là đẹp. Chân thành cảm ơn là quý vị là đoàn quay phim An Bình A, cô Bảy miền Tây đã ghi hình đưa lên mạng để tất cả người gần người xa tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiểu đúng hành đúng, để cùng tu cùng tiến đi đến con đường dạy thoát. Và chân thành cảm ơn toàn thể chứ quý vị là các anh trị sự xã phường thị trấn, và tất cả quý vị đồng đạo xa gần ủng hộ buổi thuyết giảng hôm nay thật là thành công tốt đẹp. Trong khi trình bày chắc chắn có rất nhiều điều sơ sót, những mong toàn thể chính vị quan hỷ, tôi xin thành thật tri ân. Và cũng xin chúc toàn thể chú vị cùng gia quyến sức khỏe, trí tuệ, gia đình thì hạnh phúc, làm ăn thì hanh thông, và tinh tấn của hành đến ngày thành công viên mãn. Và chúc cho toàn thể chú vị đồng đạo tâm sáng suốt như đài luyện kiến, tánh trong như nước tắt mùa xuân. Lễ phép trân trọng kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đến năm câu hỏi, quý vị lắng lại nha, năm câu hỏi rất là dễ. Nam Mô